Đó. Cô cứ ngồi từ từ, cứ từ từ á, cô đừng có nghiêng. Đó, cô ngồi đàng hoàng, cầm cái. Sao còn có một chỗ vậy cô? Hả? Sao cô bơi đùng 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 sao còn có một chỗ vậy? Được á. Sao thử bơi lại ơi. Lặn ơi cô lặn ơi, được mấy mét? Cô thợ lặn được mấy mét? Từ đó tới thao không? 1 2 3. Bơi á. Ừ. đâu ui nhóc luôn cái nhà. Cá lau kiến đẹp hơn của quả đen. Cá ốc ịt con lạ phải không em ơi? Cá rồi. Đâu đưa lên rồi. Đâu bà con có mắt chưa thấy cá lau kiến rồi chung. Ồ, hay quá, cô bà đen hay thiệt. Công nghiệp. Cô bác, bữa nay buổi chiều không có chuyện gì làm, bây giờ kêu chị Năm với anh Năm đi kéo cá liềm kìm. Sẵn chiều nay không có đồ ăn nữa. Rồi chị Năm với anh Năm kéo cá, qua đen thì mò cá lóc kiến. Rồi bữa nay trời nắng khô hạn vậy mình đi kéo ở đâu lần cô? Đó bên kia đó có sáng mới múc quá, kinh sáng người ta. Kinh sáng. Cái đường kinh ta. Đường kinh hả? Dạ. Có nước không? Có. Có ha. À. Rồi sâu không? Không biết nữa, chưa từng đi. Cỡ tới đâu? Sâu. Tới cổ rồi, chị Năm nó tới cổ. Tới cổ. À. Giờ này nó nước tật chỗ á. À. Nước lớn. Rồi thì bây giờ mời cả nhà đi. Mời cả nhà đi theo quả đen đi chỗ chỗ kinh sáng đó, kéo cá liềm kìm kia cô chú. Dạ. Bây giờ mình kéo xong ở đâu con thấy khô gan này chỗ thôi. Cái dừa á. Đó, chỗ cái dừa cô chú. Cái dừa này á hả? Cái dừa đằng đó đó. Cái dừa ba cây á, tuốt đằng kia đó hả? Dạ, người đi thẳng bên đó luôn. Chỗ cây bạch đằng hàng đó. Dạ. Ở trên người ta trồng rau cải tháng này không có không nước mặn á. Dạ. Không có trồng được. Rồi sao mà mình không đào chuột đi cho nó dễ con. Tháng này đào chuột không nổi đâu cô chú ơi. Không có mưa. Mưa một đám một rồi mới có chuột ra. Còn như vậy là không có chuột hả? Không, có rồi mà đào không nổi. Sao lại vậy? Đất nó cứng quá, rồi có chuột có thắng mưa, có đám một rồi nó chạy vô chỗ đất nẻ mình nè. Nẻ hang chuột nè. Đào nó đất cứng quá. Cứng hả? À? À. Khó hả? À? Rồi xì rây nhâm ơi, lùi. Ồ, cái đạc nhâm ơi. Men nằm lấy ngắt chân. Ai lâu bài khai nhầm tụng ăn tròn ruột tay về cái tụng nghe mà hộp mê ôi ban chập bài cơ thử đó. Về anh Năm kéo đi kéo con kia lại. Bây đốt đuông chân chân rèn bình đó cà ri cô kê đó lấy kinh đa lê trung đây bây cơm bông bênh quay cỏ mâm ở cà đi na đuông chất nẹt nghẹp đal chịu ha dân ban tóc phơi bắt bi đây tóc hết thuộc rồi. Sao mỗi người đi một chỗ vậy cô? Đi sát với chị Năm ơi hát nó nghe. Bóng đơ trốn đèn nguồn nén nó ra cắt trung cắt bầy bực xa việt na cầm chặt năng ôn
đây mà khang ốp trầy đây mà khang mong mây con nguồn vượt nia tớ chi vượt sôn tớ ôn chạm bàn rưu tê nơi mục trong cơm trầy khóm bom plech đôi buông bà pì bật chất trung mong chọc khiêm khiên hai ngàn giang na tử đoàn cầu cho trên chiến kê mình nực sman tha miếng mề có lời dàn bong sớm chôn bố hồi xưa cô con nghe nói hồi xưa là gốc gạ này nè người ta làm núm rơm hả? Có. Vì sao bây giờ người ta không làm vậy cô? Tại gốc xà này nhỏ lên. Sao không lên? Cô quả đen thử nhổ rồi. Đâu có lên đâu. Cô quả đen nắm đàng hoàng. Gốc gạ đúng mùa mình á. Này gốc gạ. Gốc gạ rồi đó hả? Cô nói cho quả đen nói cho cô chú nghe gốc gạ rồi đó đúng mùa nó già. Dạ. Chú nhổ kìa. Thấy không? Mà làm không có nắng nhiều đâu. Dễ mà. Ở đó người ta làm núm gom gốc gạ. Đó. Đó, mềm xèo luôn đó. Hả? Tháng mưa mà. Nó, thấy chưa? Làm núm rơm thấy chưa? Đi mua. Nhiều lắm. Bây giờ người ta bán nhiều lắm. Làm để ăn gốc gạ nhóc bỏ uổng. Thử tập bay dục buôn dục. Rồi gơ mình có nữa. Sao? Hao gơm mà. Ủa đâu có hao gơm đâu, mình chỉ là ủ lại thôi. Mình đâu có lấy gơm mình. Dạ. Dạ. Chọn bây giúp đốt thấy dạ mau lên thấy oh. Nè ở đây là heo hả? Ừ. Sao đi tảng cái gì cô bà đây đau dồn. Sao vậy, đất này nó mềm hả? Mười mấy hai chục năm rồi đó. Mềm ha, đất này mềm xèo đúng không? Hả? Nè gốc gạ này dày nè. Dày mà nó cục. Dế nhộn lên. Thôi là lẻ nó luôn. Chứ mình nhổ sơ sơ. Ừ, trời. Ồ, vậy là mình đi tới xong chưa? Gần đó đó, tới rồi. Chỗ chăn chăn trước đó. Dạ. Yeah. Lúa hồng ha cô. Ừ. Đó cả nhà muốn ăn cá phải ra đồng vậy nè, đó từ xóm đi lại đây là cũng hơi bộn nha cả nhà. Bộn á. Cũng hơi xa cô ha. Xa. Nhưng mà tại sao mình không mua hai ba chục ngàn hay là 50-60 ngàn cái đó mình ăn cũng. Ôi, đi vậy vui. Đi vậy vui hơn. Ừ. Kìa. Chú đi hướng bên bể này kìa. Còn cô quả đen này hướng bên đây cả nhà. Ông đi lẻ lắm á. Lẻ lắm hả? Ồ mà kì vô dẹp mà tê anh không vô ngỏ. Rồi tới chỗ kéo rồi đó hả? Ừ. Với yeah, người này chỗ này người ta mới đào lên mà. Mới múc lên á. Mới múc lên á. Gãy chị Năm ở đâu chị Năm? Lấy đằng này nè. Ừ. Đây từ bên kia qua. Ủa à, đất này giống đất cát á cô ha. Đất sình non á. Sình non hả? Cái gì dẻ lắm á, cứng lắm á. Ừ, cứng ha. Ồ. Vậy là kinh ở đây không có nước ra vô hay sao cô? Có. Dạ. Yeah.
cá lìm kìm các bác nó hả? Đây, cả nhà hồi xưa thường thường là bà con cô bác á đi kéo lưới không à, nhưng mà bây giờ thì rất là hiếm ha. Hiếm ít lắm, tại vì tháng này tháng khô á. Dạ, bữa nay thì mình cũng được chứng kiến và được ghi hình lên cho cô chú anh chị xem, chị của cô Bà Đen. Đây, cô cháu, Bà Đen. Cháu lại đây lần thứ mấy rồi? Hả? Lại đây nè. Lần thứ 99 rồi. Mới thấy à. Ở đây tới đâu lận? Ê, ô đi ê. Khánh mát tốn thế. Ủa là tại vì tụi tôi luôn. À, đi bên kia. Nhâm nữa bà Bình. Dạ, đi từ bên kia qua hang cả nhà. Chú ok hiền kết không tính cho phải hồi phó á. Dạ. Bữa nay nó chăm nữa coi. Ê, em mình vô tao cái cách rồi đi. Đây cả nhà, đây là mới múc lên đó cả nhà. Này là nghe nói đất của chị của cô Bà Đen đó. Cũng mướn người ta múc lên để trồng rau hay là trồng cỏ cho bò ăn đó cả nhà. Đây, thì bây giờ mình sẽ đi một chút xíu nữa ha cả nhà. Má, tao tiết. Ô, cây này cây gì vậy cô Bà Đen? Nhãn rồng. Cây kia kìa. Ờ, cây bồ đề. Cây bồ đề ha. Ờ. À, còn ở đây nhãn rồng nè cô Bà Đen. Ờ. Này mình luộc ăn chấm chao cũng ngon lắm à. Ờ. Non không nè? Tháng mưa mới ngon nữa. Tháng này không ngon hả? Tháng này nó ăn hơi nhẵn nhẵn. Nhẵn nhẵn à? Ừ. Wow, cây bồ đề đẹp quá cả nhà. Ở dưới ruộng ha, ở dưới ruộng có một cây bồ đề rất là mát ha cả nhà. Rồi chắc mình ngồi ở đây cả nhà ơi. Nè, bên kia nắng quá. Ờ, em ngồi đó đi. Oh, chú làm gì á, buộc dép hả? Ừ. Chú buộc dép rồi cả nhà, chuẩn bị xuống rồi ha, sợ rớt dép mất á cả nhà. Thì bây giờ cô và chú thì cũng đã kéo lại từ từ ha, còn cô Bà Đen đứng ở trên. Ủa, để thảy tháo rồi sao, hai cái thao luôn hả? Mò cá ha, cô Bà Đen thì mò cá trên bờ. Trên bờ có cá không? Ủa, con thấy không có cá. Ủa vậy cô, sao có cá? Ủa, cá sặc cá rô không có luôn hả? Ủa sao lại? Ủa sao không làm lưới đàng hoàng chút? Kia thấy nó xúc hết á cô. Ôi nước thấy trong quá ha cô ha. Nước mặn hả? Ủi nó ra hết rồi. Không có ra đâu. Cái nam hồi chết đi. Ủa con thấy không có cá ấy, có hai cá gì á, lao kiên hả? Hai cá lao kiên hả? Ồ. Ủa cá gì nhỏ nhỏ xíu nè. Cá mét, ở cá nhỏ nhỏ trắng, nếu mét ốc tiết đấy. Hả? Ốc hả? Ép mồng ha. Nè, nè, thấy ngon không? Đi. Ủa nhóc luôn hả? Yeah. Rồi xong đó mình về nhà mình lụm hả? Hai lửa lên. Lửa. Ủa hai con cá kia, cá gì vậy cô Bà Đen? Con cá nó Bà Đen. Biết anh cá nó biết. Mà đặt đó rồi. Mấy nó phẩm đi ngon. Chó coi ta. Mở mấy cái nổi. Cái gì vậy?
Tức là gì cô? À, ngồi được không? Được đó. Thử rồi. Ao này gì? Đừng cô nổi không? Cô ngồi từ á. Cô ngồi từ á mới được. Ê, cô ngồi để từ 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 xuống á. Ừ, đó, cô cầm cho chín. Từ từ, nhẹ nhẹ, cô cầm cái cây cái. Cô cầm cái cây cái. Nhẹ nhẹ. Đó, từ từ, từ từ. Hả? Dạ không? Có không cô? Từ từ á. Cô cứ ngồi từ từ, cứ từ từ á. Cô đừng có nghiêng. Đó, cô ngồi đàng hoàng, cầm, cầm cái. Lội đi, lội đi. Lội đi. Sao còn có một chỗ vậy cô? Hả? Sao cô bơi đùng 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 sao còn có một chỗ vậy? Được á. Sao thử thử bơi lại ơi. Lặn ơi, lặn ơi, cô lặn ơi, được mấy mét? Cô thợ lặn được mấy mét? Từ đó tới thao không? 1 2 3. Sao lặn được á chốc vậy? Hả? Sao được á, chưa đầy mét nữa. Chưa được mét nữa. Hả? Bơi á. Ừ. Cô mà, sao có một chỗ vậy? Cô không bơi. Hả? Cô lặn gì có một chỗ mà bà. Từ đó giờ cô có từng biết bơi không cô? Tập biết vậy đó hả? Hả? Là mình bơi như vậy đó hả? Ừ. Rồi sao mình mọt cá rồi sao chị với anh rể đi mất tiêu rồi? Nãy giờ con không thấy cô được mò được con nào ấy. Ừ? Rồi con Kiki này của ai cô? Dạ. Chị Năm á. Kêu nó xuống tắm rồi. Thấy không? Đó anh. Bên. Có không cô? Có. Có hả? Đâu? Ủa nhóc luôn kìa cả nhà. Này ta kêu là cá ụt hả cha? Đâu 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 đâu. Ui nhóc luôn cái nhà. Cá lau kiến đẹp hơn của quả đen. Cáu ấy. Rồi hả, nhóc rồi nè. Cái nhà. Nhỏ. Ủa sao cá lau kiến mình thả ra vậy cô? Nhỏ. Nhỏ quá hả? Lớn rồi mình mới lấy hả cô? Ừ. Ừ. Nhỏ. Ủa cá kìa, nhảy kìa. Ừ. Ừ. Trong hang mà, phải không? Đâu có thấy đi đâu đâu. Ở một chỗ à. Thấy cô bơi gì có một chỗ một à. Này là cô phải học bơi lại rồi đó. Mò hang cô? Không có hang, nó mới đào đúng không? Không có cua à? Không có.
Coi này, coca cô bà đang tiếp rồi. Nãy giờ bơi không à, không có thấy được cái gì hết. Không mới chơi mà bà. Nãy giờ bơi không luôn á. Ủa này có nước là nó mới dồn qua phải không cô? Về. Cái này. Cô sẽ xúc. Ờ, rất là ngon luôn nha cả nhà. Ừ. Cá nhỏ nhỏ gì mình sẽ chế biến món ăn gì hả cô? Chiên bột cơ ba. Chiên bột. Rồi kho. Ủa cô à đen lặng hay quá cả nhà. cái nón để trong thao đi. Chưa được con cá nào luôn. Thấy nãy giờ kè mò gốc cây nè cô, con cá ở dưới gốc cây nè. Con cá ở dưới gốc cây đó. Có mưa xuống câu cá là cá chê không? Cá chê không mà mình cây kéo không có thấy con nào nữa. Được con ốc hả? Ồ, vậy là cô à đen lại chỉ là tắm nước thôi chứ có làm gì đâu. Đâu có biết mò cá mò cua gì đâu. Vậy mà nói hồi đó với con hồi đó là đi mò cá bắt cua không à. Mà ở cuộc đâu có cái gì đâu. lướt ê cá lóc kiêng bự cô là cô bà đen cá lóc kiêng bự ê gà bây giờ gà đó ừ đâu cầm cho dính ơi chắc chưa đâu cho bà con bác xem ơi. Đâu? Đâu đưa lên coi. Đâu? Bà con có mắt chưa thấy. Ồ, hay quá cô bà đen hay thiệt, công nhận. Mò hang. Mò gì? Mò hang á hả? Hay vậy? Vô hang không ạ? Hang là trong lưới. Nãy giờ tới đi không à? Đây nha cô chú kéo từ lại ha cả nhà. Sao tại hát nó hơi nè. Nó nhảy qua luôn ha. Đây là kéo lấy cá nhỏ thôi chứ cá lớn không có dính đâu cả nhà. Nếu mà dính là dính cá hoa đen à. Rồi bắt đầu cô chú úp lại nữa ha. Lực. Ôi cá sặc hả? Cá sặc không lấy hả? Nhiều quá ha. Đuổi ha, đuổi nó từ từ hả? Kìa, cá nhỏ nhỏ nhóc luôn cả nhà. Đó, nó nhảy lên trên nè, nên mình dễ ha, cô ha. Đó. Ui. Ấy, con cá lóc cô. Đi lấy ba đìa bên bển mình thả. Ba đìa nhà cô đó. Vô chạp đặc biệt á. Ủa ngon nghe. Vậy là nhóc rồi kìa cả nhà. Mới ăn xíu rồi, nhóc rồi kìa. Này là được mấy lưới rồi? Anh em
Ê, đi chủ. Cô phải đi lên nó trên á, cô đuổi lại á. Không có được. Ừ? Không có được. Kéo đi thẳng luôn à. Kéo đi thẳng luôn à. Nãy giờ con đâu có thấy cô được con cá nào đâu ta. Ốc cũng không có nữa. Ôi ôi nhóc luôn kìa. Rồi cô Bà Đen qua đây tiếp tiếp vợ lưới chú nè. Quỳnh ơi. Lượt bán thôi. Ừ, xin lọc đua. Ủa, nhóc luôn, nhóc luôn. Chỉ có lưới này thôi mới kéo được cá này ha. Chứ còn mấy lưới kia là kéo không được đâu. Dạ. Thao của cô đi kìa cô. Nhảy lên bơi mic flip. Này ai dạy cho cô bơi kiểu này vậy cô? À dạy đâu. Hả? Thấy này bơi đó. Thấy ta bơi bơi kiểu này à? Ừ. Mà cô bơi 1 mét không qua nữa. Đi đường đâu có dám đi đâu. Tới đâu rồi? Tới đây. Nãy giờ thấy có một chỗ một từ đây tới đây. Ở ngoài đồng mát mẻ ha, vui vẻ ha cả nhà. Đây. Nắng có gió ha. Thoải mái ha cả nhà. Rồi bắt đầu cô chú ụt nữa ha cả nhà. Ừ, cô Bà đang tiếp vụ ở đó đi. Không có tao, không có Bà đang làm ăn gì chứ. Ừ, đúng rồi. Có cô Bà đang, cô Bà đang ăn hết rồi. Cái này đi. Ông lên lên cô. Ừ. Xíu rồi nhóc rồi cả nhà. Ừ. Về kiếm đồ ăn á. Có phải cô Bà Đen không vậy? Lo lo được đi tắm lần. Để đi ra đường nào. Thử coi cái kia có cá không cô? Cái này, cái đuôi đó sao nè? Đó. Đó. Ừ.
Rồi có cá không cô? Dạ, không, khích lên trên đây nè. Ừ, khích lên trên nè. Có không? Thấy con nào đâu? Nữa, lên trên nữa. Không có đâu. Không có tháng mưa. Không người ơi, có cá chạy ha. Ừ. Cá chạy mới cá dính. Ừ. Rồi, đi, có bể. Ồ. Công nhận cô bơi hay thiệt. Không, công nhận cô lội hay thiệt, lặn hay luôn cả nhà. Cô lặn hay thiệt. Hay. Sao cô lội hay và lặn hay nữa. Qua đây vớt cá nè cô. Dạ. Cô bà đen qua đi với con mực nè. Nó đang bắt chuột kìa. Đừng con mó theo con mấy ấm. Nè cái chạy dồn qua đây cái nhà nhảy nè, cái này hơi ít ha. Ừ. Mình kéo hoài là kéo hoài nó biết á. Ủa, tao kia bắt được anh. Anh tao luôn. Con bít ruột nha. Hả? Con bít ruột nha. Theo tầm hàng hàng lên. Mẹ. Tao vừa dạp trong con câu nó quay quên. Tôi nè. Con bít. Kìa. Nhóc rồi, nhóc rồi, cô bà đen nãy giờ không có thấy gì nhóc hết. Gió à? Nhóc luôn cái lưới này. Quá trời luôn. Quá nhiều luôn cả nhà. Cá ục ịch á. Ục ịch. Quá trời nhiều luôn. Cá lươn kềm. Cá lươn kềm. Tàu đấy. Bảy mốt suối. Cá mỏ nhọn. Đúng không cô bà đen? Cô bà đang đứng đàng hoàng tiếp xúc thôi. Bao nhiêu đó đủ ăn chưa cô? Hả? Đủ thì nghỉ. Kéo chi hoài. Chọn kia có bay vô mất cái bài tụng trời nó ba. À, đi qua tới trễn ha. Còn cô bà đen thì đâu có làm gì đâu. Đi theo. Đi theo để lội nước thôi chứ có làm gì đâu cả nhà. Cầm cái thao. Cái đó là lá gì cô bà đen? Tiếng Việt kêu là gì? Hả? Không biết luôn hả? Lá đó cô không biết hả? Không. Hả? Không. Tiếng Khmer ta kêu gì? Bật lê. Tiếng Việt cô bà đen không biết nha cả nhà. Ôi, nắng quá cả nhà. Ồ, vào mùa mưa đây là
Ở đây là trồng gãy với một phần có gì, rau muống ăn nè, rau muống đồng nè cả nhà. Cô Bà Đen bẻ rau muống kìa, đi ăn mì kìa cô Bà Đen. Trời ơi non non không á. À, nước hay nước mặn rồi ha. Ê, nhóc luôn kìa. Nhóc luôn kìa. Chứ cái lưới này mình kéo xa cũng không được đó ha cô ha. Ui nhóc luôn kìa. Cô Bà Đen thử đếm ơi, một lưới vậy bao nhiêu con cô? Hả? À? Đếm không được. Sao vậy? Nó nhỏ quá. Sao mà nhỏ? Cá nhỏ mà đếm không được. Con thấy đếm bình thường mà cô. Ô đếm. Ừ, nhóc luôn rồi. Lưới này nhiều nè. Nhảy quá trời nhảy rồi cả nhà. Quỳnh nó lấy tăng cho con chờ em biển. Không có tài nói hết bạn. Nhóc luôn. Cái đó gác bỏ đi con. Đổ là. Ừ, còn lại chứ. Dạ. Yeah. Nhà giữa ruộng ha cả nhà. Rồi ở nhà ở đây người ta đi lên đi xuống đường nào với cô? À đi đường mé sông này hả? Ừ. Khó ha cô ha. Ủa đây nè nhóc luôn nè. Chỗ dưới gốc cây này nè cô. Quá nhiều luôn nè. Ụp ngay dưới gốc cây này nè cô. Cây à? À. Ở đây nhiều lắm. Nhóc luôn. Rồi gà hết đấy. Nó này nhóc đấy. Không biết nó có vô không cả nhà. Tại gốc cây á. Có không? Kìa kìa. Ôi. Nó ra hết. Lạ nó mình lạ trong nhà. Gì? Đổ hết cô. Gì vậy? Nước đục hơn. Chỗ đó sâu à? Một gỗ rồi cả nhà. Từ mấy ký vậy? 8 ký. Ký à? Tiếp tục đi kìa cô. Nhiều nè ha cả nhà. Tại ở đây mát á, cá nó dồn qua đây nè. Này gọi là cá ục ít. Gọi theo cô Bà Đen thôi mà không biết cá gì ha cả nhà. Hơi sâu á. Lưới này hơi nhiều ha cả nhà. Bên đây hơi lớn nha. Cá nhiều mà lớn nữa ha cả nhà. Đó. Cá kia đẹp hơn cô Gà Bà Đen nữa kìa. Ồ, nhiều ha cả nhà. Wow, ngon quá. Lâu lắm. Nó mát. Lớn hơn. Lớn hơn bên kia ha cả nhà. Ở cô này mình báo mà. Dạ. Nhóc luôn, lớn lớn ha cô ha. Ở đây lớn. Lớn ha. Ngon quá.
cả nhà ơi, lớn à, nhiều hơn cả nhà. Còn cô Hòa Đen chỉ có một lầm của bà là dưới nước à. Lầm co cầm không nổi đâu. Hả? Đi sâu quá. Sâu không? Sâu quá, ngập đầu cao lưới không nổi đâu. Cô không biết kéo chứ, nói vậy chứ. Lầm nữa các bà, lầm lầm à. Chỗ này cô lại, nó có chỗ. Đó thì theo chỗ ha. Ừ. Úp ở đây nè chú. Ở đây nhiều lắm. Hả? Đi đằng trước hết à? Ồ. Ôi cá nhảy. Lục cá đi. Cá phê vậy? Chi cổ vậy á. Nghe không nữa. Ủa. Ôi nó chạy hết ha cả nhà. Còn mà ít. Còn mà ít ha cả nhà. Ừ. Cá này mình đem về khỏi làm gì hết á, chỉ lựa thôi ha cả nhà. Wow, ngon quá vậy cả nhà. Wow, rất là ngon luôn quý anh cả nhà. Ừ. Cá sặc cá này kia ha, nhóc luôn ha cả nhà. Wow, đã thiệt ha. Đã làm luôn chứ bác. Dạ. Ôi nhóc rồi. Ôi nhóc kia đó. Mình ngọt lại nó bà. Dạ ha. Ghiền á. Ở dùng không hết á. Bắt công. Vừa vừa được rồi. Tới cây cây đầm đôn hả? Tới cây đầm đôn ha cả nhà. Tới cây đầm đôn đó nghỉ ha cả nhà. Lâu lắm rồi, em học qua lớp kia học mẹ cho uống thưa anh. Cái này múc không có điệu không nữa. Rồi cái tao kia. Rồi nó bay kìa. Nó không có điệu. Hả? À, ra hết hả? Sao vậy? Ra phân nữa hả? Sao vậy? Nặng quá. Ít ha. Ít hơn hồi nãy cả nhà. Rồi nhiêu đủ rồi. Về nhà còn lựa nữa lâu lắm. Đâu vậy ra? Ừ. Cô Hòa Đen nói là chóc tốt là cái gì cô Hòa Đen? Nghỉ đây, làm biến đó. Nghỉ làm biến hả? Uống nước uống no. Uống nước uống no. Không làm biến đâu. Có nước đâu mà uống no. Chờ tiếp đó. Thôi cho bác. Chờ tiếp đó. À, tới tới qua cây dừa xíu là nghỉ đi. Giờ em lưới nữa đây vậy. Ừ. Không có kéo mà làm biến cứ định mẹ vậy. Cá này hay lắm ha cô ha. Thấy người đi ở trên là nó chạy á cả nhà. Nó chạy á. Rồi. Bắt đầu úp lại ha cả nhà. Kéo khoảng 5 mét là úp lại rồi. 6 7 mét là úp lại rồi cả nhà. Đây nè. Rồi nhóc luôn cả nhà. Quá. Wow. Thôi nghỉ được rồi, đủ ăn rồi, bữa nào rảnh rảnh. Bài đi. Cô Hòa Đen à, bơi đặc, bơi hay thiệt, công nhận bơi hay thiệt. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi, đủ ăn rồi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Dạ. Yeah. Bè một thao luôn nè cả nhà.
nguyên một thao này luôn, quá ngon luôn cả nhà. Ôi ôi, cá này mình lựa thôi nha cô ha. Mình chỉ là lựa thôi. Lựa để nước nó lên là nó nổi lên, nó dục dễ lựa lắm. Dạ. Đẹp hay nè. Nhóc luôn cả nhà. Quá ngon cả nhà. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp đó này. Ừ. Vì cá này ở chợ hiếm bán lắm. Không có đâu, dễ gì. Không có bán đâu. Nè. Ừ. Quá ngon. Đáng từ. Cô Bà Đen, bữa nay mình đi bắt cá, cô bắt được cá gì hả cô? Cá lóc kiến con. Cá gì? Cá lóc kiến. Cá lóc kiến hả? Con cá lóc. Còn cá lóc đâu? Ừ. Ồ, cá lóc bự vậy? Mấy ký vậy? Ăn ký rưỡi. Cá lóc nó ký rưỡi đâu? Đâu nhìn không thấy vậy? Cá lóc ký rưỡi hả? Toàn thấy con thấy có cá lóc kiến không ạ? À? Ôi con cá lóc ký rưỡi hả cả nhà? Rồi tới đây mình nghỉ nha. Rồi chị của cô Bà Đen nè, mới là cá này nè, mới là nhiều nè cả nhà. Dạ, cá lềm kềm. Gì? Lềm kềm cá ục ích. Ục ích. Lềm kềm còn gọi là cá cơm ha. Dạ. Cá cơm nước ngọt hả cô? Cá cơm nước ngọt. Ừ, cá cơm nước ngọt rất là nhiều luôn ha. Là cá cơm cuộn nha. Ừ, cá cơm cuộn ha cả nhà. Dạ. Rồi thì nó xương không ạ? Dạ thì bây giờ cả gia đình cũng sẽ đi về ha cả nhà. Dạ. Rồi chào cả nhà ha. Cả nhà, Quả Đen là cái đứa về đủ ăn rồi. Dạ. Phật tử trẻ đó ai. Vui ha, đó cả gia đình ha. À, cả gia đình rất là vui luôn ha cả nhà. Đó nguyên cây dừa luôn ha cả nhà.